Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với chương trình X-Talk số 102 của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi chương trình của chúng ta bắt đầu thì để dễ dàng có thể nhận ra nhau, các bạn đừng quên hãy đổi tên theo đúng cú pháp là mã số sinh viên cùng với họ và tên của mình các bạn nhé. Các bạn thân mến, trong một vài năm trở lại đây thì ngành Data Science đã chứng minh được sức hút của mình khi trở thành một trong những ngành học được tìm kiếm nhiều nhất và được nhiều chuyên gia dự đoán rằng sẽ còn phát triển hơn nữa ở trong tương lai. Và để giúp các bạn có thể hiểu thêm về lĩnh vực đang rất là hot này thì chương trình TikTok của chúng ta hôm nay hân hạnh chào đón một học viên khóa Data Science của Phoenix, anh Lê Sĩ Đức. Hiện nay thì anh Đức đang làm việc tại tập đoàn MWG với vị trí Data Analyst. Và trước khi chương trình của chúng ta bắt đầu thì không biết là anh Đức có thể gửi một lời chào tới các bạn khán giả đang xem chương trình của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Mình là Đức, mình là học viên của khóa Data Science của Phoenix. Thì mình bắt đầu biết đến Phoenix từ tháng 10 năm ngoái, là lúc đấy mình bắt đầu vào trong khóa học với cái môn điều kiện ở ngoài như kiểu là Python, SQL và xác suất thống kê. Sau đấy vào chính thức cái tháng 2 thì mình bắt đầu vào học trong khóa học chính là Data Science. Và đến tháng 8 vừa rồi là mình có thể coi là hoàn thành xong 4 môn học nhưng mà vẫn chưa hoàn thành xong đồ án, và lúc đấy mình đã tìm được một công việc là Data Analyst ở bên tập đoàn MWG. Dạ vâng, vừa rồi thì anh Đức chia sẻ thì em thấy cái thời gian của mình học cũng khoảng từ tháng 2 đến tháng 8 đúng không ạ? Vậy thì chỉ khoảng sau 6 tháng nửa năm thì anh Đức đã có một công việc em nghĩ là cũng là như ý muốn của mình. Và em hy vọng là trong chương trình ngày hôm nay thì anh Đức có thể chia sẻ với các bạn khán giả của Phoenix rất là nhiều kinh nghiệm, không chỉ về chuyện học data science như thế nào mà còn có thể là về tìm kiếm công việc ở trong lĩnh vực như thế nào ạ. Và các bạn sinh viên thân mến, nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào hay thắc mắc nào thì các bạn có thể đánh vào trong phần chat của Zoom hoặc là giơ tay thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ các bạn bật mic và giao lưu trực tiếp cùng với chương trình. Chắc là trước khi mà mình đến với những cái câu hỏi liên quan nhiều về kỹ thuật về data science một chút thì em lại phải hỏi anh Đức là anh Đức có thể chia sẻ sâu hơn một chút về cái hành trình mà mình đến với Phoenix, đến với Data Science như thế nào được không ạ? Để chia sẻ về cái hành trình của mình thì mình nghĩ nó khá là dài. Nó bắt đầu từ việc mà ngày trước khi mà mình học đại học thì mình có học trong ngành công nghệ thông tin. Mình nghĩ đây là một lợi thế lớn của mình so với một số bạn đang là sinh viên của Phoenix, khi mà các bạn chưa hề có một background về code, về IT hay là về những cái về những cái tool mà mình sẽ sử dụng trong cái ngành Data Science. Tuy nhiên là mặc dù có background học về công nghệ thông tin như thế nhưng mà hồi đấy mình code cũng không được giỏi, và khi mà ra trường thì mình sẽ đi theo cái ngành nghề sale và mình phát triển lên những vị trí quản lý và quản lý hỗ trợ vận hành. Thì trong cái giai đoạn này là giai đoạn mà mình được tiếp xúc rất nhiều với dữ liệu, và lúc đấy thì mình nhận thấy những cái công cụ như Excel là không còn đủ để mình làm những cái phân tích và báo cáo cho cấp trên nữa. Mình bắt đầu tìm hiểu đến những cái công cụ cao hơn như kiểu là Power BI hay là SQL, và lúc đấy là bắt đầu mình nảy sinh những cái đam mê với cái ngành dữ liệu này. Mình cũng đã từng tìm kiếm cơ hội thử sức với cái ngành dữ liệu này ở một số doanh nghiệp, tuy nhiên là mình không được pass qua cái vòng phỏng vấn vì lúc đấy mình đang rất là non nớt, chưa hề có bất kỳ một kiến thức gì về data và chỉ có một chút kinh nghiệm trong cái công việc hiện tại bên nó mà thôi. Vì thế nên mình có thấy khóa giới thiệu của Phoenix rằng là sẽ đảm bảo và cam kết về chất lượng đầu ra. Đồng thời là trước cái khi mà mình thấy cái thông tin đó thì mình cũng được một chị ở trên phòng IT của bên mình á, thì có giới thiệu với mình về khóa học của Phoenix, là có dạy về, hồi đấy chị không dạy, giới thiệu mình về data. Chị bảo là chị đã từng giới thiệu cho một bạn khác cũng học ở Phoenix và khóa học bên đấy rất là tốt, rất là ổn, và cái bạn mà đã học xong cái khóa học Phoenix á thì cũng vào trong Tokyo Line mình làm luôn. Nên là khi lúc đấy mình có tìm về khóa data science thì mình cũng vô tình chạm mặt với Phoenix, thì kiểu như trước đấy đã có ấn tượng tốt về Phoenix như vậy nên mình quyết định là lựa chọn khóa học này luôn. Dạ vâng, vậy thì có thể thấy là anh Đức cũng khá là có duyên với IT đúng không ạ? Khi mà ngay từ đầu mình chọn rồi đưa đẩy mình làm sale rồi cuối cùng mình lại quay lại IT. Nhưng mà nói như thế thôi, chắc hẳn là học IT ở Phoenix với cả như anh Đức này chưa học IT ở đại học thì nó cũng có một số cái điểm khác nhau đúng không ạ? Dạ, vậy thì không biết là anh Đức... Vâng. Mình nghĩ là cái quan trọng nhất là khi mình tìm đến với Phoenix, và mình nghĩ là các bạn học viên mà khi bắt đầu học với Phoenix thì các bạn đều phải xác định một tâm thế, đó là ở Phoenix thì không quan trọng là họ dạy được chúng ta kiến thức mà quan trọng là họ dạy chúng ta cách học. Và các bạn phải xác định một tâm thế là khi mà mình tốt nghiệp ở Phoenix, mình học được cách học, mình học được cách tìm kiếm dữ liệu để giải quyết được cái vấn đề, mình tìm kiếm được những kiến thức và những cái lời giải đáp ở trên mạng thì mình có thể giải quyết cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Cái điều đấy quan trọng hơn rất là nhiều cái kiến thức mà người ta có thể cung cấp được cho mình. Bởi vì mình thấy là công nghệ thông tin thì
kiến thức cũng được update lên mỗi ngày. Và cái việc mà mình học kiến thức của Phoenix có thể đã được dạy nhưng mà chỉ khoảng tầm nửa năm sau, thì kiến thức đấy đã lỗi thời. Và mình nghĩ như thế thì cái kiến thức dù không chỉ ở Phoenix hay bất cứ đâu, thì kiến thức của ngành công nghệ thông tin sẽ bị lỗi thời rất là nhanh. Nên cái quan trọng mà mình học được đó là cách mà mình tự học và tự tìm kiếm tài liệu để giải quyết vấn đề của mình, nó quan trọng hơn rất là nhiều. Vậy thì không biết là cái thời gian đầu khi mà anh mới học ở Phoenix thì anh có mất nhiều thời gian để làm quen với cách học này không? Hay là có khó khăn gì không? Thời gian đầu khi mà lúc mà tháng 10 mình bắt đầu với những cái môn học như là Python, SQL hay sát số thống kê thì mình có gặp khó khăn với cái vấn đề này. Mình còn nhớ lúc đấy nếu mà để thống kê lại những câu hỏi hỏi trên kênh HF của bên Phoenix á, thì cái môn Python mình phải hỏi cho đến khoảng tầm hơn 30 câu ở trên cái hệ thống đấy. Tuy nhiên khi mà sang đến các môn ở trong chứng chỉ Data Science rồi thì nó chỉ còn có khoảng 5 câu, 3 câu chẳng hạn. Thế là những câu hỏi mà mình đặt ra trên kênh HF đã bị giảm đi rất là nhiều so với những ngày mà mình mới bắt đầu học. Chứng tỏ là mình đã làm quen với cách học rất là nhanh đúng không ạ? Vậy thì em thấy cũng có rất nhiều các bạn sinh viên đang thắc mắc vì cái cách mà anh Đức đã vượt qua cái chương trình học của Data Science. Tại vì nhiều bạn thì thấy là cái ngành này thực sự là không dễ. Vậy thì không biết đối với anh Đức khó khăn lớn nhất khi học cái kiến thức sau này khi mà chuyên ngành một chút về Data Science thì anh gặp những khó khăn gì? Thực ra thì mình học qua môn 1 và môn 2 rất là nhanh bởi vì hầu hết lúc đấy nó chỉ là khái niệm tiếp cận với các cái tool là chủ yếu thôi. Nhưng môn 3, môn 4 là những môn rất là khó. Đó là những môn mà nó cần kiến thức toán rất là nhiều và tư duy rất là nhiều. Mình không biết là mình sẽ phải học sâu đến đâu về các kiến thức toán đấy. Mình phải thực sự hiểu bản chất sâu đến thế nào. Hay là các mentor chỉ cần yêu cầu mình nắm được những kiến thức cơ bản đấy thôi. Thì ngay từ cái đầu ra mình cũng có gặp khó khăn về việc là mình nên học sâu đến đâu là một. Cái thứ hai nữa là những kiến thức toán thì bao giờ cũng khó khăn cả. Nếu mà không có những người mà đồng hành với mình để cùng nhau giải tìm hiểu những cái kiến thức toán đấy thì mình nghĩ sẽ rất là khó khăn. Và môn 3, môn 4 là mình gặp khó khăn nhiều nhất khi mà phải hiểu được những cái thuật toán và áp dụng cho ngành Data Science. Dạ vâng. Ở đây thì em đang thấy có một câu hỏi rất là thú vị tới từ bạn Trần Trang. Thì bạn có hai câu hỏi, em xin phép là sẽ thay mặt bạn đọc câu hỏi gửi tới anh ạ. Thì câu hỏi đầu tiên, bạn có thắc mắc một chút về cái học Phoenix là học bị động qua video record thế nào cho hiệu quả với người hướng ngoại? Tại vì bạn tự nhận xét là người nhạy bén hơn ấy, khi mà được giao tiếp cũng như là trò chuyện với người khác. Vậy không biết là em có thể hỏi anh Đức là không biết là thuộc tiếp người hướng nội hay hướng ngoại để tư vấn giúp bạn. Mình nghĩ là mình thuộc cả hai, mình có thể đẩy bản thân lên hướng ngoại cũng được hoặc đẩy bản thân về hướng nội cũng được. Khi mà đi làm sale thì mình phải bắt buộc đẩy bản thân ra hướng ngoại, nhưng mà lúc mà làm về Data Science có những lúc mình cần phải tập trung hơn và ít giao tiếp hơn, mình làm việc một mình với dữ liệu thì lúc ấy mình sẽ đẩy bản thân sang hướng nội. Dạ vâng, vậy không biết là anh Đức có lời khuyên nào dành cho bạn Trang không ạ? Một bạn là đang khá là gặp khó khăn trong việc tự học qua video. Thì thực ra bạn Trang ngày trước mà mình học ở trên, mình có một kênh là kênh Discord ở trên Phoenix của bên mình á. Thì mình biết là ở trên đấy cũng là một nơi để kết nối các bạn học viên của mình. Ngày trước khi mà ở trên đấy thì mình cũng cố gắng mình inbox nói chuyện với các cái anh chị mà đã được học. Tức là những anh chị nào mà đặt câu hỏi ở trong những môn 303 và 304 thì có nghĩa là anh chị ấy đã học những môn ấy rồi. Và mình sẽ inbox với các cái anh chị đấy để hỏi các anh chị đấy về những cái kiến thức mà anh chị ấy đã học qua, những cái khó khăn và những tài liệu hay là những cái trang web mà anh chị ấy vào để tìm kiếm. Thì khởi đầu với những cái câu chuyện như thế thì sau đấy mình sẽ nói chuyện với các anh chị nhiều hơn để cùng nhau gặp một vấn đề gì đấy, thì mình có thể hỏi các anh chị đấy là ngày trước anh chị có gặp vấn đề đấy không, anh chị giải quyết nó như nào, xong rồi các anh chị bắt đầu trao đổi với mình. Thì lúc mà học á, thì mình nhớ là trong cái lớp học của mình có cái anh Hà cũng học cùng với của học viên của Hana Hưng Ly, và mình với anh Hà trao đổi với nhau rất là nhiều về các kiến thức như thế. Thì mình thấy cái việc mà mình với anh Hà có thể trao đổi với nhau về các kiến thức như thế sẽ hỗ trợ được cho nhau rất là nhiều. Mình nghĩ là bạn một là có thể chủ động là nhờ Hana của mình kết nối với các bạn học viên khác để hai bạn có thể cùng nhau học, hoặc là bạn có thể lên trên kênh Discord của bên mình á, xong rồi bạn tìm các cái anh chị đã học qua những khóa trước rồi mình kết nối và liên lạc với các anh ấy để mình cùng học. Vâng, em nghĩ đấy là một lời khuyên học qua cái kênh Discord và lập những cái nhóm bạn đúng không ạ? Qua chính Hana, nhờ sự giúp đỡ của Hana thì là một cái lựa chọn nào mà bạn Trang nên tham khảo. Ngoài ra thì bạn Trang cũng có một câu hỏi khác, đó là nên trước khi mà học Data Science thì cần phải biết những cái gì? Tại vì bạn sợ một cái trường hợp là
không có định hướng, nghĩ là ngành này hot chẳng hạn, rồi học rồi thấy mình không phù hợp rồi bỏ giữa chừng. Vậy thì không biết là anh Đức có lời khuyên gì không ạ? Đầu tiên mình nghĩ là trước hết khi mà bạn đã tiếp cận với data science thì bạn phải biết là sau này công việc của mình chủ yếu nó là những cái gì và bạn có thích cái công việc đấy hay không. Nếu như bạn thực sự có yêu thích với công việc đấy thì mình nghĩ là một khi đã yêu thích với công việc đấy thì dù trong quá trình học nó có khó khăn như thế nào, nó có gặp những vấn đề nào thì chỉ cần động lực của mình đủ lớn thì mình sẽ đủ khát khao để vượt qua những cái khó khăn đấy. Cái thứ hai nữa là nếu như bạn muốn có một cái nền tảng để mình có thể tiếp cận với data science nó đỡ bị ngợp hơn về những cái kiến thức mới và khó ở trong nó thì mình nghĩ là toán là cái quan trọng nhất. Những cái như Python hay SQL dù sao nó cũng chỉ là những tool mà người ta xây ra để cho mình sử dụng thôi, còn bản chất của nó, kiến thức cốt lõi của cái ngành này vẫn là toán, và nếu thực sự các bạn giỏi toán thì các bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn gì khi mà học cái ngành này đâu. Vậy thì ở đây cũng nhân dịp mà anh Đức đang nói về những cái kiến thức mình cần phải có khi mà học data science thì không biết là anh Đức có thể chia sẻ hơn là trong cái khóa học data science Phoenix thì mình sẽ được học những cái môn như thế nào? Nếu mà khóa học data science của Phoenix thì lúc mà học ở chứng chỉ điều kiện đó, các bạn học chứng chỉ điều kiện các bạn cũng thấy có một môn là môn xác suất thống kê, và môn đấy là mình nghĩ là một trong những môn rất là quan trọng. Không chỉ là những kiến thức ở trong đấy nó bổ trợ cho mình trong quá trình học ở trong các cái môn chính, mà việc mà mình học cái môn đấy thì nó giúp cho mình phát triển được cái tư duy logic về cái dữ liệu, về tư duy về dữ liệu rất là nhiều. Thì mình nghĩ là cái môn học ở khóa học điều kiện đấy cũng rất là quan trọng. Mình biết là có một số anh chị sẽ học thẳng vào trong cái khóa học data science luôn mà không học cái môn chứng chỉ điều kiện, nên là đôi khi anh chị sẽ gặp khó khăn khi mà mình chưa thiết lập được một cái nền tảng về cái kiến thức toán tốt. Thì mình nghĩ là nếu anh chị nào thực sự xuất sắc về toán thì có thể bỏ qua các khóa học điều kiện này, nhưng nếu anh chị nào mà còn cảm thấy chưa thực sự tự tin về kiến thức toán của mình đó, thì các anh chị có thể nhờ Hanna, nhờ nhà trường họ mở cái môn điều kiện. Thực ra môn điều kiện cũng rất là rẻ, nó chỉ khoảng tầm hơn 2 triệu thôi, so với những kiến thức mà nó cung cấp lại cho mình thì mình nghĩ là nó rất là đáng giá, rất là giá trị. Thứ hai nữa là trong cái môn 3 và môn 4 thì bản chất là bên Phoenix cũng sẽ giới thiệu cho mình những cái trang web mà mình có thể tìm hiểu và đọc những tài liệu ở trong đấy. Thì mình nghĩ là để có thể học tốt môn 3 môn 4 thì toàn bộ các cái trang web, những cái link đọc thêm như này thì các bạn không nên bỏ qua, mà phải đọc và ngấu nghiến và nghiền ngẫm nó, hiểu như những kiến thức mà được dạy trong khóa học chính thì các bạn mới có thể vượt qua cái môn nó dễ dàng được. Vậy thì có thể thấy là cái việc mà mình có một cái căn bản tốt, đúng không? Học cái môn cơ bản tốt thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho các bạn khi mà mình học ngành data science. Ngoài ra ở đây thì em có một thắc mắc là nên học data analysis hay là data science, và có một bạn khác thì muốn không biết là anh có thể chia sẻ hơn một chút là công việc của một data analyst và một data scientist thì nó có khác nhau nhiều không? Mình nghĩ là theo góc nhìn và quan điểm cá nhân của bản thân mình thôi, thì ở trên thế giới thì cái việc mà mỗi vị trí nó được sinh ra, người ta sẽ có một mô tả công việc rất là rõ ràng cho nó. Data Analyst, Data Scientist hay là Business Analyst, các thứ, những phân tích nghiệp vụ kinh doanh, thì người ta sẽ có một mô tả công việc rất là rõ ràng và cái công việc mà các bạn làm cũng sẽ rất là rõ ràng. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì cái ngành data gần đây nó mới bắt đầu phát triển mạnh. Ngày trước thì những cái công việc mà dùng để phân tích dữ liệu thì các bạn kế toán hay marketing hay nhân sự, các bạn ấy vẫn là những người giải quyết những cái vấn đề phân tích dữ liệu đấy ở trong doanh nghiệp thôi. Tuy nhiên do lượng dữ liệu và khối lượng dữ liệu nó tăng lên rất là khổng lồ, và những cái bạn mà làm kế toán hay nhân sự marketing thì ngày xưa dùng Excel để phân tích, bây giờ Excel đã không còn đủ cho những cái dữ liệu lớn như vậy nữa, nên mới phát sinh ra là họ cần những cái người mà có một chút kiến thức về các tool IT và công nghệ để có thể sử dụng được những công cụ như SQL và Python để phân tích các cái nhiệm vụ đấy cho họ. Thì ở Việt Nam mình thấy các cái mô tả công việc của Việt Nam mình nó rất là đơn giản, chỉ cần bất kỳ một công việc nào làm việc về dữ liệu và cần phân tích nó thì họ đều gọi nó là data analyst. Vì thế nên mình thấy cái công việc data analyst ở Việt Nam mình nó chưa có một mô tả công việc rõ ràng, và có một cái gì đó vẫn đang còn khác nhau rất nhiều ở giữa các công ty. Với công ty này có thể là data analyst các bạn sẽ làm những công việc như này, nhưng ở bên công ty khác cũng là data analyst nhưng các bạn làm những công việc khác, và không hoàn toàn giống nhau ở giữa các công ty đâu. Về việc là nên học data analyst hay học data science thì mình nghĩ rằng là nên học data science. Trong quá trình học data science các bạn cũng sẽ được học những cái tư duy về phân tích dữ liệu, được học những cái công cụ để sử dụng cho phân tích dữ liệu, và như thế thì các bạn cũng sẽ được tiếp cận một phần nào của data analyst. Tuy nhiên là khi mà lên
học data analyst thuần thì các bạn sẽ không được tiếp cận với những cái model hay là những cái thuật toán được dùng trong data science đâu. Và mình nghĩ là khi mà mình đã làm việc trong ngành data này thì định hướng trong tương lai của mình về lâu về dài vài năm tới ấy, thì mình cũng sẽ phải phát triển lên và phát triển lên những cái vị trí mà cần nhiều kỹ thuật hơn là data science. Còn trong những năm đầu thì mình sẽ học data analyst để có thể tiếp cận vào ngành dễ hơn mà thôi. Và vừa nãy khi mà lắng nghe câu chuyện của anh Đức là khoảng thời gian học là bắt đầu từ tháng 10 đúng không ạ? Khoảng tháng 8, nhưng mà thực ra thì mình học chủ yếu là từ tháng 2 đến tháng 8 đúng không ạ? Thì ở đây em thấy có bạn Hoàng Hải đặt câu hỏi là bạn chỉ có thời gian học ở buổi tối và cuối tuần, thì với một cái lộ trình 6 tháng có khó để hoàn thành khóa học Data Science không ạ? Mà bạn thì bản chất là cũng không phải dân IT. Không biết là anh Đức có thể giúp bạn Hải câu hỏi này được không ạ? Đầu tiên nhá, thì dân IT nhá, ở trong cái ngành data science này, trong bốn cái môn học của bạn ấy, dân IT chỉ hỗ trợ cho bạn được nhiều nhất ở môn 1 và môn 2 mà thôi. Thậm chí mặc dù là dân IT nhưng mà mình chưa từng tiếp cận với Python cũng như các cái framework dùng ở trong Python đó. Nên là khi mà học nó cũng không hỗ trợ được cho mình quá nhiều đâu. Nên là bạn đừng có lo lắng về cái vấn đề là dân IT thì sẽ có tốc độ học nhanh hơn so với các bạn mà dân chuyển ngành chẳng hạn. Mình nghĩ là nó chỉ hỗ trợ được một phần nào đó để các bạn tiếp cận với code nó dễ hơn mà thôi. Còn kiến thức nền tảng nhất vẫn là toán, và bạn nào giỏi toán hơn thì môn 3, môn 4 các bạn ấy sẽ học nhanh hơn rất là nhiều. Thì cái môn 3, môn 4 mới là môn quyết định được là các bạn có phù hợp với cái ngành data science hay không. Và cái việc ai giỏi toán hơn mới là cái quyết định là bạn có tốc độ học nhanh hơn ở trong cái ngành này. Chứ không phải là dân IT thì sẽ học nhanh hơn. Vì cái này nặng về kiến thức toán rất là nhiều chứ không phải là kiến thức code. Về thời gian học của bạn là buổi tối và chủ nhật ấy, thì mình cũng chia sẻ với bạn là ngày trước thì mình cũng vừa làm song song công việc hiện tại cộng với công việc của học ở bên Phoenix, chứ mình không có học toàn thời gian 100% ở bên Phoenix được. Và chính xác ra thì mình không cần tới 6 tháng đâu, mình cần đâu đó khoảng tầm hơn 4 tháng là mình đã học xong 4 môn rồi. Và trong cái quá trình mà đang làm đồ án ấy, thì mình đã tìm được việc rồi ấy. Nên mình nghĩ là cái việc mà học thời gian vào buổi tối và chủ nhật thì nó là quá là đủ để cho bạn có thể vượt qua được cái môn này, chứ không nhất thiết là phải học full time 6 tháng. Có một điều quan trọng đó là khi mà thời gian học buổi tối, quan trọng bạn dành được bao nhiêu tiếng. Nếu mỗi buổi tối mà bạn dành được khoảng tầm 3 tiếng, và trong 3 tiếng đấy bạn phải học tập trung 100% nhé, tức là không có nghịch điện thoại, không có bị sao nhãng bởi bất kỳ các yếu tố bên ngoài nào. Bạn tập trung 100% để học kiến thức, và đến cuối tuần chủ nhật bạn có nguyên cả một ngày ấy, để bạn làm tập trung vào các môn assignment hay là các bài lab ấy, thì là quá đủ rồi. Vậy thì không biết ở đây bạn Hải đã nói là cảm ơn anh Đức. Vậy thì không biết là trong vừa rồi anh Đức có chia sẻ là thực ra dành phần lớn thời gian trong khoảng 4 tháng thôi. Vậy thì trong 4 tháng đấy anh có đặt cho mình một cái mục tiêu là bao lâu phải hoàn thành một môn học, hay là dành thời gian là tụ một ngày mình phải dành bao nhiêu tiếng cho việc học, có một cái lộ trình chi tiết nào để có thể hoàn thành khóa học này không ạ? Bắt đầu thì mình có sorry mình vừa hỏng chút bắt đầu thì mình có đặt mục tiêu về việc là mỗi ngày á, mình sẽ dành được khoảng tầm 5 tiếng, bởi vì hồi đấy mình làm việc gần nhà nên là sẽ có mẹ nấu cơm cho và mình sẽ không phải lo về những cái vấn đề đó, nên mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể trong một ngày. Đồng thời mình cũng có thấy là hồi đấy có học bổng cho việc các bạn hoàn thành sớm, nên mình thực sự là rất muốn hoàn thành nó chỉ trong khoảng tầm 3 tháng mà thôi. Cái lúc mà tiếp cận cái môn 1 á, mình học rất là nhanh với nó. Mình nhớ là mình mất không đến 2 tuần để xong môn 1. Chính xác là mình chỉ khoảng 1 tuần đầu là mình đã học gần xong cái môn 1 rồi. Và nó lên 2 tuần là do cái tuần thứ 2 mình phải đăng ký thi á, thì phải chờ đăng ký thi. Thì cái tuần thứ 2 đấy mình đã bắt đầu học môn 2. Thì vì cái việc học môn 1 rất là nhanh như vậy nên mình đã rất là kỳ vọng là mình hoàn thành cái môn học này sớm để có được học bổng. Tuy nhiên khi mà sang đến môn thứ 3, môn thứ 4 thì độ khó của khóa học nó vả thẳng vào mặt mình. Nó rất là khó, và môn 1, môn 2 mình thú thật với các bạn học rất là nhanh. Nhưng nếu các bạn nào đã từng học đến môn 3, môn 4 thì có thể các bạn sẽ cùng đồng ý với mình đó là nếu như các bạn để 6 tuần cho một môn, môn nào các bạn cũng để 6 tuần, môn 1, môn 2, môn 3, môn 4 và chia đều thời gian 6 tuần vào như nhau thì chắc chắn là sẽ không thể hoàn thành được môn 3 và môn 4 trong vòng thời gian 6 tuần đâu. Môn 1 mình mất đâu đó chỉ hơn 1 tuần thôi, nhưng mà nói thật là môn 3 mình mất chắc phải hơn 2 tháng. Môn 4, môn 3 và môn 4 là tổng của 2 môn thì gần 4 tháng luôn á. Chứ ở môn 1 với môn 2 á, chưa đầy 1 tháng là mình đã xong được cái một nửa lộ trình như vậy rồi. Môn 3, môn 4 mới là những môn mà nó sẽ cho các bạn thấy thế nào mới là ác mộng thực sự của data science.
Và nếu bạn nào học ngành này thì mình khuyên các bạn là đừng quá nặng nề với môn 1, môn 2, hãy học thật nhanh và vượt qua nó thật nhanh, sau đó dành thật nhiều thời gian cho môn 3, môn 4. Dạ vâng. Và đây thì chắc là khó khăn như thế thì là anh Đức cũng sẽ có một vài cái cách đúng không ạ, để có thể vượt qua các cái môn học môn 3, môn 4 như anh vừa nói là rất là khó. Và đây em thấy có câu hỏi của bạn Lịch là trong quá trình học tập thì anh đã sử dụng cách nào để có thể rèn luyện cái tư duy dữ liệu cho mình để có thể hoàn thành các môn học. Trong quá trình học tập mình đã dùng những cách nào để nâng cao kỹ năng rèn luyện tư duy dữ liệu? Mình nghĩ là mình không có bất kỳ một cái tip nào về cái việc học tập với dữ liệu hay tư duy dữ liệu cả. Mình chỉ đơn giản là bám sát vào những gì Phoenix họ dạy mình. Phoenix dạy mình những gì thì mình bám sát theo những cái đấy thôi. Kiến thức của Phoenix dạy như nào thì mình đều bám sát theo nó và đi theo nó. Mình không có bất kỳ một cái tip nào hay là một cái cách học nào khác ở trong quá trình mà mình rèn luyện với khóa học của Phoenix cả. Vậy thì chắc là chương trình học của Phoenix mà anh Đức học là gọi là học một hiểu 10 đúng không ạ? Nên là không biết là anh Đức có hay phải tìm hiểu thêm những cái tài liệu ở bên ngoài hay là tự học nhiều những cái kiến thức ở trên mạng không ạ? Chắc chắn là có rồi, bởi vì như mình cũng chia sẻ ngay từ đầu các bạn á, Phoenix không phải dạy mình kiến thức mà Phoenix dạy mình cách học. Thì bởi vì nó dạy mình cách học nên mình sẽ phải, cách học của Phoenix là gì? Đó là tự tìm kiếm tài liệu, tự phân tích, tự đọc tài liệu, tự phân tích tài liệu, tự mình hiểu những cái vấn đề mà mình gặp phải và khó khăn trong quá trình học tập như thế. Chứ Phoenix không đảm bảo cho mình về những kiến thức mới nhất hay là tốt nhất mà mình có thể áp dụng được. Bạn nào học môn, không biết là môn 4 bây giờ nó đã bị thay đổi nhiều chưa? Nhưng ngày trước khi mình học môn 4 thì mình quên mất cái thư viện dùng trong đấy, à Zolo và đúng rồi, thì cái bản mà mới nhất á, mình biết được hiện tại đã là Vơ 8 rồi, và ở trong các cái dự án thực tế mà người ta dùng á, ít nhất cũng là Vơ 5 và Vơ 6, tuy nhiên cái mà mình học thì nó đang là Vơ 1. Như vậy thì rõ ràng các bạn cũng nhận thấy rằng đó là cái kiến thức mà mình học không phải là kiến thức mới nhất mà mình có thể đem ra được làm việc và học tập. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà mình học những cái đấy, những cái kiến thức cốt lõi trong đấy, thì mình cần phải tìm những cái tài liệu đấy từ đâu ở trên mạng. Mình sẽ bắt đầu quen với cái thói quen đó là search với những cái keyword đấy để mình tìm tài liệu. Mình bắt đầu quen với việc là mình đọc những cái tài liệu bằng tiếng Anh. Chia sẻ một chút thì trước đây, trước khi học Phoenix á, khi mà mình cũng tiếp cận những ngành dữ liệu á, thì tất cả các keyword hay tất cả những cái gì mà mình học được đều là tiếng Việt. Mình bắt buộc phải có một ai đó viết bằng tiếng Việt, có cái dự án đó bằng tiếng Việt, mình xem họ làm rồi mình sẽ học Việt theo họ làm. Nhưng mà khi mà xong quá trình của Phoenix xong á, thì mình đã khác đi rất là nhiều. Khi mình gặp một vấn đề thì mình sẽ bắt đầu hình thành một cái mindset giải quyết vấn đề đó như thế nào. Từ những cái vấn đề đấy thì mình sẽ bắt đầu search keyword để mình tìm xem đã có những ai giải quyết vấn đề đó chưa, và họ giải quyết như thế nào, mình có thể áp dụng những cách họ giải quyết một cách của mình hay không. Nếu không thì mình sẽ phải giải quyết theo cách khác, thì cái cách khác đấy đã có những cái bài báo hay những cái tài liệu nào ở trên mạng để người ta đã từng mà có thể hỗ trợ cho mình được không á, thì mình đã bắt đầu có khả năng tự tìm kiếm tài liệu để có thể xây dựng cho mình một cái dự án ngay từ đầu cho khi kết thúc, thay vì ngày trước là mình sẽ tìm xem ai đó từng giải quyết vấn đề đó rồi chỉ đơn giản là clone lại code của họ. Thì đó là điều mà mình cảm thấy tốt nhất và tuyệt vời nhất mà mình học được ở Phoenix, chứ không phải là những kiến thức mà Phoenix cung cấp cho mình. Cách học là cái sự chủ động đúng không ạ, khi mà mình tìm kiến thức. Vâng, ở đây thì em thấy có bạn Bá Duy cũng đang muốn đặt câu hỏi tới anh Đức. Không biết là bạn Duy có thể bật mic và giao lưu trực tiếp cùng với chương trình được không ạ? Ban tổ chức sẽ bật mic các bạn nhé. Xin chào Duy. Hello, xin chào mọi người. Dạ. Chào bạn Duy. Mình đang học về Data Engineering. Đó, thì mình cũng thấy đang muốn hiểu, biết thêm về cái công việc của các bạn trong ngành Data ấy. Thì bạn Đức có thể chia sẻ thêm giúp mình cái công việc hàng ngày của bạn được không? Thực ra công việc của mình thì lại không phải là data engineer, một công việc của mình là data analyst. Nhưng mà ở một góc độ nào đấy thì với quan điểm cá nhân của mình thấy rằng data engineer có nhiều cơ hội việc làm hơn hẳn so với data analyst và data scientist. Một doanh nghiệp mà khi mà dữ liệu của họ, thực ra là họ có phòng IT và họ có hệ thống của họ, thì mình nghĩ là họ bắt buộc sẽ phải có vị trí data engineer để có thể xây dựng được những cái database của họ tốt và thông minh chẳng hạn. Hoặc là những dữ liệu mà doanh nghiệp lớn, khi mà cái khối lượng dữ liệu của họ lớn thì họ cũng cần những bạn data engineer để chuyên cho cái bên này. Mình không biết là cái suy nghĩ của mình như vậy về cái data engineer có đúng hay không, bởi vì mình không học về ngành này và tìm hiểu sâu về ngành này. Nhưng mà về data analyst và data scientist thì mình thấy
không phải doanh nghiệp nào họ cũng có nhu cầu của họ. Đơn giản như cái doanh nghiệp cũ của mình, doanh nghiệp Tokyo Line làm về thời trang, nhưng mà mình thấy công ty có tuyển data engineer, nhưng mà chưa bao giờ công ty có khái niệm đề cập về cái vị trí là data scientist hay data analyst cả. Và mình vì không có cơ hội ở trong công ty cũ nên mình phải tìm kiếm một cơ hội ở ngoài là như vậy. Cảm ơn bạn nhiều. Biết là bạn Duy còn câu hỏi nào khác dành cho bạn Đức không ạ? Mình hiện tại thì mới có câu hỏi vậy thôi. Có gì thì mình sẽ nhắn thêm. Mình cảm ơn mọi người nhé. Về cái ý đầu mà bạn muốn nghe về cái công việc data hiện tại của mình diễn ra như thế nào ấy, thì mình không biết là nó không liên quan đến data engineer lắm, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một chút về những gì mà mình đang làm, để có thể là không chỉ bạn Duy mà có thể các bạn khác biết đâu các bạn cũng có những thắc mắc đấy, hoặc là các bạn có thể hiểu hơn về cái việc mà mình đang làm hàng ngày là gì. Thì việc của mình ở trong tập đoàn MWG là data analyst, nhưng mà cụ thể hơn đó, thì trong một tập đoàn đấy nó sẽ có rất nhiều vị trí data analyst. Và cái phòng mà mình đang làm việc là phòng làm về sức bán, tức là forecast về dự báo về cái sức bán của các cái sản phẩm của các siêu thị ở trong tương lai thì nó sẽ là bao nhiêu để bên mình có thể đặt hàng được cho cái điều đấy. Thì về việc xây dựng những cái báo cáo về cái sức bán như thế này thì sẽ có các bạn data science, là các bạn ấy xây dựng những cái model để dự báo về các sức bán, và các bạn data analyst sẽ là người mà bổ trợ cho các bạn data science để kiểm tra xem là cái sức bán đấy nó đang chạy có hợp lý không, nó ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống, các cái rule, các cái luật mà bên data science họ xây dựng như thế, những cái đặc trưng, những cái feature dữ liệu mà họ dùng để xây dựng model, thì bọn mình sẽ tìm hiểu và phân tích của những cái vấn đề đấy. Thì đấy là công việc hàng ngày của bọn mình. Vậy thì cũng có thể thấy là cũng sẽ có một vài sự khác biệt nhất định, đúng không ạ? Nếu mà bạn nào đang quan tâm là data science và data analyst thì khác gì nhau. Vậy thì không biết là anh Đức đã tìm kiếm cái công việc của hiện tại như thế nào, là anh Đức tự tìm hay là đã được công ty hỗ trợ? Khi mà các bạn học xong môn số 3 ấy, là các bạn đã được bên Phoenix họ hỗ trợ viết CV, không phải các bạn vẫn là người viết CV nhé, nhưng bên Phoenix sẽ là người chỉnh lại CV cho các bạn làm sao cho hợp lý, và bên Phoenix sẽ gửi cái CV đấy của các bạn kết nối với các doanh nghiệp. Mình thì học xong môn 3 thì mình vẫn chưa cảm thấy tự tin với bản thân, thú thực là mình muốn học xong đồ án cơ, thì mình sẽ cảm thấy mình tự tin hơn để tìm kiếm đến các cái cơ hội việc làm. Nhưng mà khi mà học xong môn 4 và gặp khó khăn với đồ án một chút, thì lúc đấy mình cũng đã gửi CV rồi. Thì tức là mới hoàn thành xong môn 4 thôi, nhưng mà bạn Hanna mà hỗ trợ mình là bạn Hanna Bùi Mai, thì bạn ấy cũng sẽ hỗ trợ mình đi tìm kiếm các cái công việc và các job. Cái job mà bên em WG là job mà mình tìm được. Bạn Mai cũng có tìm cho mình những cái job khác, và có một cái mình cũng đã có xem qua các job đấy, nhưng mà nó chỉ có một cái hơi không mát với mình một chút, vì các job mà bạn Mai tìm thì nó hơi yêu cầu tiếng Anh một chút, và mình thì không tự tin về tiếng Anh của bản thân. Mặc dù bạn Mai động viên mình rất là nhiều về việc đó là cứ tự tin mà apply đi. Mình cũng biết rằng những job đấy mà khi mà nó chuyên sâu hơn như thế thì sẽ hỗ trợ cho mình được phát triển định hướng trong tương lai tốt hơn, có một sức bật về bước ban đầu tốt hơn á. Nhưng mà vì không tự tin về bản thân nên cuối cùng là mình quyết định apply vào cái job là data analyst của Thế Giới Động, một cái job mà nó có những cái yêu cầu cơ bản thấp hơn để cho mình có thể bắt đầu những cái bước đầu nó dễ dàng hơn. Ở đây thì em đang thấy có bạn Việt Anh muốn hỏi thêm thắc mắc về cái công việc anh làm cũng như là một số cái cơ hội tìm kiếm ở trong ngành, không biết là Việt Anh có thể bật mic và giao lưu cùng với chương trình được không ạ? Bạn Việt Anh phản hồi chắc là có một vấn đề gì đó về mic của bạn, thì xin phép là sẽ đặt câu hỏi giúp bạn Việt Anh là bạn muốn hỏi về tương lai của ngành data science, về tiềm năng cũng như là thu nhập, đặc biệt là đối với các bạn làm lâu trong công ty. Thì xin chào bạn Việt Anh, thì đây vẫn là quan điểm và góc nhìn cá nhân của mình. Mình thấy là trên mạng người ta bia rất nhiều về ngành data, người ta bảo rằng đây là ngành sexy nhất của thế kỷ 21 các thứ. Nhưng mà bản thân mình thì mình vẫn cảm nhận rằng data vẫn không có quá nhiều cơ hội việc làm ở Việt Nam. Nói thế nào nhỉ, mình nghĩ là ở trong một công ty á, thì cái vị trí về nhân sự này, marketing, không nhân sự, kế toán chẳng hạn, có những cái nghề nghiệp đặc thù ở trong một doanh nghiệp họ bắt buộc phải có. Và bởi vì thế khi mà có càng nhiều doanh nghiệp thì các cái vị trí đấy
càng nhiều và sẽ open cho mình càng nhiều. Tuy nhiên về data thì mình nghĩ không phải doanh nghiệp nào cũng sẽ cần data, không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng tận dụng được data, và không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tận dụng được data để đưa ra được những cái quyết định tốt cho kinh doanh của họ. Họ thấy rằng là hiện tại không có data analyst, họ vẫn đưa ra những quyết định mang tính cảm tính như vậy và doanh nghiệp của họ vẫn đang vận hành tốt, thì họ không muốn bỏ ra thêm một cái chi phí cho cái những bạn phân tích dữ liệu như thế này. Thì bản thân mình thấy rằng mặc dù dữ liệu ở Việt Nam, dữ liệu sẽ gia tăng càng ngày càng lớn, nhưng không phải, điều đấy không đồng nghĩa với việc là các cơ hội cho ngành data analytics ở Việt Nam sẽ nhiều. Mình nghĩ ngành này có nhu cầu việc làm trong tương lai sẽ tăng, nhưng không đến mức là nó quá nhiều và quá khan hiếm, và cái tỷ lệ cạnh tranh của những bạn ở sang ngành này vẫn nhiều. Mình thấy rất nhiều bạn chuyển ngành, chưa kể là những bạn Gen Z rất là nổi bật cũng đang tập trung các bạn đang tập trung focus vào thẳng luôn cái ngành này. Thì mình nghĩ là lợi thế cạnh tranh ở trong ngành này sẽ rất là gắt gao, mặc dù đây là ngành có mức thu nhập rất là cao. Về tiềm năng và thu nhập, mình thấy về cơ bản nhé, ở thế giới động thôi nhé, riêng cái phòng forecast của bọn mình thôi đã khoảng tầm 15 bạn data analyst, chưa kể các phòng khác. Như vậy thì nó khá là cũng nhiều đấy, vị trí cũng nhiều. Tiềm năng phát triển lên thì bạn mình cũng nghĩ cũng tốt. Thu nhập thì nó có một cái là nó hơi đặc thù liên quan đến các công ty. Ví dụ như thu nhập ở, mình sẽ không nói con số cụ thể, nhưng ở thế giới động chẳng hạn thì lương nó sẽ chỉ xem so với ở ngoài thôi. Nó sẽ đâu đó ở mức loanh quanh 1.000 đô, trên dưới 1.000 đô. Thu nhập lương sẽ không quá cao cho vị trí data analyst đâu. Nhưng mà ở thế giới động nó có một cái đặc thù đó, là cuối năm nó thưởng rất là kinh khủng. Nó thưởng 6 đến 9 tháng lương. Điều đấy khiến cho các bạn sẽ có một cái tổng thu nhập của cả một năm sẽ rất là lớn, mặc dù mức lương của mỗi tháng thì không cao. Mức lương mỗi tháng mình thấy loanh quanh cũng chỉ 1.000 đô chứ không nhiều. Nhưng mà tổng thu nhập của một năm vào cái thưởng Tết thì nó rất là kinh khủng, trong khi các cái doanh nghiệp ngoài mình thấy họ có thể trả lương cao hơn, có thể là sẽ 1.500 đô chẳng hạn. Nhưng mà thưởng Tết của họ lâu đó cũng chỉ có một tháng lương, hai tháng lương là cùng. Thì về cái thu nhập thì nó hên xui vào từng công ty á. Còn đối với các anh làm lâu ở trong công ty mình thì không biết phải nói với bạn thế nào, nhưng mà nếu các bạn có thể phát triển lên được những vị trí là leader hoặc là trưởng phòng đó, thì thu nhập của các bạn sẽ là một con số có thể nói là kinh khủng và điên rồ. Nó không chỉ là những cái chế độ như về mức lương và đãi ngộ của các bạn đã điên rồ đâu, mà đến cuối năm đó, bên công ty sẽ cho các cái anh leader và trưởng phòng được mua cổ phiếu của tập đoàn với giá ưu đãi. Nó khiến cho các anh ấy, mức lương và thu nhập của anh ấy mình nghĩ là chắc phải gấp khoảng tầm 10 lần so với một bạn mới vào ngành như mình. Thì đó là một trong những con số rất là kinh khủng khi mà mình được nghe các anh. Tất nhiên là sẽ không ai public mức lương chính xác của mình là bao nhiêu, nhưng mà khi mà mình làm và được nghe chia sẻ mức lương của anh ấy thì nó rất là kinh khủng. Nó chắc là phải đâu đó xấp xỉ gấp 10 lần mức lương thu nhập một năm của mình. Bạn Việt Anh đang chia sẻ trong phần chat là bạn làm Dev Java tháng có 500 đô, em 1.000 đô được thèm quá rồi. Thực ra thì em ngồi đây nghe anh Đức chia sẻ đấy. Chúng mình về con số, nhưng em nghĩ là các bạn sinh viên bên đấy đang động lực đúng không ạ? Để theo đuổi, mặc dù là anh Đức có nói chia sẻ là ngành này cũng không phải là cái ngành dễ sơi và trải đầy hoa hồng đâu đúng không ạ? Ở đây thì em thấy có bạn sự cũng có hỏi về việc đi làm. Nên đi làm khi mà xong môn 1, môn 2 đến môn 3, nhưng mà cái lộ trình mà các Hana thiết kế cho mình hay là nên để học xong 4 môn nha rồi mới đi làm? Nó phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Mình nghĩ là chỉ có thể bạn mới biết được là bạn là ai, đang ở đâu và có những gì để có thể trả lời chính xác câu hỏi này thôi. Nếu bạn thực sự cảm thấy tự tin về những kiến thức mà bạn đang có, ví dụ như bạn cảm thấy trước đây bạn đã có kinh nghiệm bên data science, bên lĩnh vực phân tích dữ liệu rồi, bạn đã có một số những dự án thực tế rồi, bạn có những cái để có thể sâu ra với nhà tuyển dụng rằng là em có kiến thức và em đã có kinh nghiệm, thì bạn có thể học xong môn 1, môn 2 và có thể apply được luôn. Còn nếu như bản thân bạn đó, mà trước đây chưa từng làm việc với dữ liệu và không tự tin về những kiến thức mà mình đang có mà có thể chinh phục nhà tuyển dụng, thì mình nghĩ là nên học hết môn 3, môn 4. Có thể là không cần học hết môn 4 đâu, bạn học hết môn 3 cũng được, nhưng phải làm thêm một cái nữa, đó là hết môn 3 thì bạn cần phải làm một số cái đồ án về phân tích hoặc là một số cái dự án mà bạn sử dụng các cái model machine learning mà bạn học ở trong đấy để phân tích dữ liệu của bạn đó. Bạn chỉ cần có khoảng tầm vài cái đồ án mà bạn tự phân tích như vậy, thì trong quá trình phỏng vấn đó, bạn sâu ra với bên HR đó, thì là cơ hội pass của bạn sẽ rất là cao.
Còn nếu như mình nghĩ là câu trả lời của mình nó sẽ phụ thuộc vào bản thân bạn, xem bạn đang thấy mình đang có những gì đủ sức để chinh phục ngành tuyển dụng chưa. Nếu rồi thì bạn sẽ áp đi sớm, còn chưa thì mình nên học thêm. Vậy vừa rồi anh Đức chia sẻ thì cũng có thể thấy là chắc là khi mà anh Đức apply vào một đơn vị thì trong cái phần CV của mình cũng sẽ ghi rõ những cái project mà mình đã làm, đúng không ạ? Dạ, chắc chắn rồi. Vâng, vậy thì ngoài cái phần đấy ra thì mình có cần phải thêm những cái kinh nghiệm gì đó vào trong CV của mình? Mình nghĩ là rất quan trọng. Trong quá trình bạn phỏng vấn ấy, nó sẽ có hai cái mà mình nghĩ là nhà tuyển dụng và HR người ta sẽ chú ý đến mình. Cái đầu tiên đó là trong quá khứ bạn làm công việc là gì? Không phải với các bạn sinh viên, với những bạn chuyển ngành mà đã từng có kinh nghiệm làm việc rồi nhé. Thì người ta sẽ đặt ra, người ta sẽ xem trong quá khứ thì kinh nghiệm của các bạn là gì. Nếu như kinh nghiệm trong quá khứ các bạn đã từng làm những công việc mà có liên quan đến công việc của họ thì chắc chắn đây sẽ là một điểm cộng rồi. Còn đối với các bạn sinh viên mới ra trường và chưa từng có kinh nghiệm trong quá khứ thì mình nghĩ là các project cũng rất là quan trọng để người ta thấy là mình có những kỹ năng và kiến thức thực sự. Bởi vì mình thấy có một số bạn, các bạn sẽ ghi là good Excel hay good Python hay cái gì đấy vào trong CV. Nhưng mà mình sẽ không thể biết được cái good đấy của các bạn là các bạn đang dựa trên cái thang đo đếm nào. Có thể các bạn cảm thấy good so với bản thân mình và so với một số bạn đồng nghiệp xung quanh mình. Các bạn thấy những kỹ năng của các bạn như vậy đã là tốt thì các bạn ghi là tốt. Nhưng mà thực tế ra nếu mà so ra với những người đã có kinh nghiệm làm việc khác ở trong ngành chẳng hạn thì cái kiến thức đấy nó đang còn quá là non nớt. Thì cái chữ, những cái chữ good mà các bạn đánh giá về bản thân mình ở trong CV nó sẽ là không đủ. Nên các bạn sẽ cần phải có những cái dự án thực tế để cho nhà tuyển dụng người ta nhìn vào, người ta thấy bạn này là good thực sự. Vâng. Ở đây ở trong phần chat thì em thấy cũng có bạn Hoa Anh muốn anh nói kỹ hơn một chút về quá trình phỏng vấn ở công ty. Bình thường khi mà anh phải apply vào công tập đoàn hiện giờ thì phải trải qua bao nhiêu vòng phỏng vấn ạ? Hay là có phải trải qua bài test nào? Có chứ. Thực ra thì mình chỉ được phỏng vấn ở đúng hai nơi thôi, một là bên Litchi và hai là bên MWG. Ở bên Litchi thì chỉ có đúng một vòng phỏng vấn duy nhất là mình phỏng vấn với anh trưởng phòng luôn. Còn ở bên không phải anh trưởng phòng mà anh giám đốc luôn. Còn ở bên MWG thì mình trải qua hai vòng. Vòng đầu tiên là với bạn HR và vòng thứ hai thì sẽ làm việc với bạn là sẽ phỏng vấn với bạn trưởng phòng. Ở bên Litchi thì cái đầu tiên là mình cũng sẽ có một bài test từ anh giám đốc đấy, anh ấy sẽ gửi bài test cho HR, HR gửi xuống cho mình. Mình làm bài test thì xong mình gửi lại bạn HR và anh giám đốc, anh ấy thấy cái bài test đấy của mình ok thì anh ấy mới mở một cái buổi phỏng vấn với mình. Còn ở bên tập đoàn Thế Giới Rộng thì mình không có bất kỳ một bài test nào về data cả. Cái bài test đầu tiên là chỉ để xem mình có phù hợp với văn hóa công ty hay không. Cái bài test thứ hai thì là trong vòng phỏng vấn luôn với anh trưởng phòng. Thì nó không phải là bài test mà nó là những câu hỏi về logic và xác suất. Trong cái buổi phỏng vấn với anh trưởng phòng đấy thì anh ấy không hỏi mình bất kỳ một câu hỏi gì nó liên quan đến những câu hỏi để hiểu về bản thân mình hay là những câu hỏi như những vòng của bạn HR đâu. Bạn HR mới là người đào sâu để hiểu về con người và văn hóa của mình có phù hợp với văn hóa của công ty họ hay không. Còn đến vòng phỏng vấn của anh trưởng phòng thì anh ấy chỉ đặt cho mình đúng 6 câu hỏi phỏng vấn, mình trả lời được 6 câu hỏi đấy thì anh ấy nhận thôi. Thì câu hỏi đầu tiên do anh ấy không nói là mình sẽ dùng các kiến thức xác suất để giải quyết các câu hỏi. Thì khi mà anh ấy nói là anh sẽ có những câu hỏi cho mình thì câu hỏi đầu tiên mình lại dùng những cái kiến thức về kinh doanh để giải quyết cái câu hỏi đấy. Và đến lúc mà anh ấy giải đáp cho mình rằng bằng cách là sử dụng các kiến thức xác suất thì lúc đấy mình mới hiểu ra ồ anh ấy cần gì. Và 5 câu hỏi sau thì mình thuận lợi trả lời qua khá là dễ dàng. Vậy thì không biết là trước các vòng phỏng vấn thì anh Đức có phải chuẩn bị nhiều không ạ? Có những cái câu hỏi nào mà các bạn sinh viên đi phỏng vấn cho vị trí data nên chuẩn bị trước không ạ? Mình nghĩ là không đâu. Đầu tiên là khi mà mình và bạn Hanna Bùi Mai, bạn ấy kết nối với một anh mentor về data analyst và anh mentor này sẽ là người phỏng vấn mình trước, anh ấy phỏng vấn test thử để mình trả lời, để anh ấy xem. Thứ nhất là cho mình có biết một cái góc nhìn là về một buổi phỏng vấn nói chung là như thế nào. Và anh ấy sẽ thấy những cái chỗ mà mình trả lời còn chưa tốt, những chỗ phỏng vấn mà mình còn chưa tốt, để anh ấy có thể sửa giúp mình. Thì cái vòng phỏng vấn với anh mentor mình nghĩ là sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều. Nó giúp mình tự tin hơn và giúp cho mình những cái buổi phỏng vấn sau á, khi mình phỏng vấn vào bên Litchi hay MWG thì mình tự tin hơn rất là nhiều. Mình không còn một cái tâm thế sợ sệt hay run sợ nữa. Trước đấy thì mình rất là sợ trượt phỏng vấn. Nó khiến cho mình có một suy nghĩ rằng là mình vừa thất bại và bản thân mình đang còn yếu kém.
Nhưng mà sau khi cái buổi phỏng vấn với anh mentor bên Phoenix ấy, thì mình vỡ ra được rất là nhiều điều. Và đến bây giờ thì mình nghĩ là mình cũng vỡ ra được rất là nhiều điều. Đó là lúc mà các bạn phỏng vấn, nó không, nếu các bạn chưa phỏng vấn thì đơn giản là mình và họ không phù hợp với nhau thôi. Không phải là do năng lực của mình là yếu kém hay gì đâu. Đôi lúc là có thể các bạn rất là tốt, rất là giỏi và xuất chúng, nhưng mà doanh nghiệp của họ hiện tại chưa cần những người xuất chúng đến như vậy chẳng hạn. Và hoặc là họ biết là họ không đủ khả năng để giữ những nhân lực xuất chúng như vậy, thì các bạn có thể vào vào được khoảng tầm nửa năm thì các bạn sẽ rời bỏ doanh nghiệp mất, nên họ không nhận bạn mà thôi. Đôi khi là do bạn quá xuất sắc do so với những gì họ cần chẳng hạn đó. Nên là cái vòng phỏng vấn thì các bạn đừng chuẩn bị cố gắng màu mè gì cả, đừng có, ví dụ người ta hỏi những câu hỏi này thì các bạn sẽ có một cái câu hỏi trả lời như thế nào, nó sẽ khiến cho họ có cảm giác là các bạn không thật thà, các bạn đang đeo mặt nạ lên trả lời phỏng vấn với họ chẳng hạn. Mình nghĩ đơn giản là trong cái quá trình mình phỏng vấn là mình đang tìm công ty phù hợp với mình, chứ không nhất thiết là mình phải cố gắng vượt qua cái vòng phỏng vấn đấy để làm một công ty đấy. Nếu công ty đấy không phù hợp với mình thì mình tìm cơ hội ở một công ty khác thôi. Mình nghĩ là cái hồi mà mình tìm tìm cái vị trí data analyst để mình nộp hồ sơ á, cho mình tìm chắc cũng phải khoảng tầm trung bình là phải mấy chục công ty luôn ở trên top CV, chưa kể là ở trên Facebook mà mình tìm các công ty mà họ đang đăng bài tuyển dụng á, mình thấy rất là nhiều. Thì không lẽ trong mấy chục công ty đấy lại không có những công ty mà họ có những cái văn hóa, có những định hướng phù hợp với con người mình hay sao? Nên mình nghĩ là các bạn đừng cố gắng chuẩn bị bất kỳ cái gì cho bài phỏng vấn, mà hãy thể hiện con người thật của mình. Mình có gì, doanh nghiệp có gì, mình và doanh nghiệp có phù hợp với nhau không, thì chúng mình với doanh nghiệp mới có thể đi lâu dài với nhau được. Còn mình chỉ cố gắng trả lời một cách làm sao đó để phù hợp với doanh nghiệp thì có thể mình bác vào vòng phỏng vấn thật, nhưng mình và doanh nghiệp không phù hợp với nhau thì như thế nó sẽ mất thời gian cho cả hai bên. Em nghĩ là những lời khuyên vừa rồi của anh Đức thì rất là đáng quý, đặc biệt là đối với những bạn mà đang chuẩn bị tìm kiếm công việc cho mình, không chỉ là với ngành data science đâu, mà với bất kỳ một vị trí làm việc nào trong ngành IT hay là ngoài ngành IT. Ở đây thì cũng thấy có bạn Hậu đang cảm ơn anh Đức là anh chia sẻ hay quá đi. Dạ vâng, vậy thì anh Đức ơi, sau khi mà mình hoàn thành những cái vòng phỏng vấn, vòng CV rồi các bài test thì chắc chắn là ở công ty thì mình sẽ phải có vòng thử việc đúng không ạ? Dạ vâng, vậy thì không biết là quá trình thử việc của anh kéo dài trong vòng bao lâu ạ? Tất nhiên là giống như bất kỳ một vị trí hay bất kỳ công ty nào khác thì vòng thử việc đều sẽ là 2 tháng. Mình bắt đầu làm thử việc ở MWG từ ngày 15 tháng 8. Thì đến bây giờ là 17 tháng 9 thì mình vẫn đang trong giai đoạn thử việc với tập đoàn này thôi. Vậy thì không biết là trong cái quá trình thử việc thì những cái kiến thức mà anh đã được học hay là anh học ở Phoenix và tự học thì nó có đúng với cái công việc mình làm không? Nên mình có áp dụng nhiều những kiến thức mình đã học trong một quá trình mình làm việc không? Như là có chứ. Có thể chia sẻ với các bạn nhé, là ở bên mô hình và định hướng của bên MWG nó hơi khác so với các doanh nghiệp ngoài một chút. Thì cái phòng forecast của bên mình á, thì nó sẽ được chia ra làm bên khối vận hành và cái bên IT á, nó sẽ không còn là một phòng ban trong công ty nữa, mà nó được đẩy ra thành một cái công ty chứ không phải là một phòng ban nữa. Và bởi vì khi mà nó đẩy ra một công ty như vậy thì bên mình không được phép truy cập vào database của bên họ. Thì đây là một điều rất là dở khi mà các bạn ở bên phòng forecast của mình 15 bạn đều phải cố gắng tìm những cách làm việc khác nhau với dữ liệu, bởi vì bọn mình đều phải xuất Excel ra. Thì có những bạn thì cố gắng import cái Excel đấy vào trong SQL để sử dụng, có những bạn thì cố gắng dùng Python để đọc nó lên, có những bạn thì cố gắng convert nó sang CSV rồi lưu ở trên máy mình, rồi sau đấy dùng Python đọc CSV nó sẽ dễ dàng hơn. Thì mỗi bạn đều có một cách làm riêng và một thế mạnh riêng với những cái công cụ các bạn ấy có thể sử dụng á. Nhưng về cơ bản tự chung thì bọn mình đang không được truy cập vào database và bọn mình đang phải làm việc trực tiếp với các file Excel như vậy. Thì hồi đầu mới vào thì mình cũng gặp khó khăn khi mà phải làm việc với các file Excel nặng và dữ liệu rất là lớn mà không được trực tiếp truy cập vào database. Và may mắn là trong quá trình mà làm việc với môn 2 của bên Data Science á, thì các bạn sẽ được tiếp cận với một số thư viện là dùng SQL kết hợp với Python để đọc và xử lý dữ liệu chẳng hạn. Thì nhờ có những cái kiến thức mà mình được học ở môn 2 đấy và trong cái bài assignment mà mình có dành qua đấy, thì mình mới có thể tìm được một cách làm việc với các file dữ liệu Excel lớn như vậy. Và nó hiện tại thì đến thời điểm này mình đang cảm thấy khá là thỏa mãn về cái việc mà mình đang phải xử lý dữ liệu hàng ngày rồi. Có thể trong tương lai mình sẽ cố gắng tìm những cách nó tối ưu hơn, nhanh hơn, nhưng mà hiện tại với những kiến thức mà mình học được và mình áp dụng được vào công việc như thế thì mình đã cảm thấy thỏa mãn và hài lòng.
cũng có thể nói là mình cũng có cái thế mạnh của mình, đúng không? Khi mà mình cái học của mình ở Phoenix thì nó giúp ích được mình trong việc giải quyết data. Ở đây thì em thấy có một câu hỏi của bạn bạn sinh viên là không biết là làm công việc về data analyst thì có phải coding nhiều không hay là có phải OT nhiều không? Bạn hỏi coding và cái gì nữa bạn nhỉ? Và tức là tăng ca. Dạ vâng, phải tăng ca nhiều không? Mình nghĩ tăng ca nhiều không thì nó phụ thuộc vào từng công ty, nó không có khái niệm rõ ràng đâu. Ví dụ như ở bên MWG của mình á, thì giờ giấc làm việc rất là thoải mái, mặc dù 8 giờ sáng là giờ check in nhưng mà các bạn có thể đến trưa hoặc chiều các bạn đến công ty cũng được, chẳng sao cả. Xong rồi anh quản lý sẽ kéo công lại cho các bạn thôi, hoặc là thứ bảy chủ nhật đáng ra là ngày nghỉ chẳng hạn. Nhưng mà về cơ bản thì bên dưới cửa hàng á, người ta vẫn đang kinh doanh và người ta đôi khi cũng sẽ phát sinh ra những cái công việc và người ta sẽ gửi lại những cái phản hồi và lúc đấy mình cũng sẽ phải kiểm tra chẳng hạn. Nên mình nghĩ là cái công việc của mình hiện tại nó đang là làm 24/7, nhưng mà cũng không phải làm 24/7, chỉ là lúc nào có đầu việc cần phát sinh phải check thì những lúc đấy là mình phải ngồi máy tính để check. Còn không thì bình thường thì mình sẽ luôn có một cái KPI về những việc mà mình phải giải quyết đấy. Nếu mà mình làm nhanh thì hoàn thành nhanh sớm, còn nếu mà mình làm chậm thì mình sẽ phải dành những thời gian mà ở nhà thì mình giải quyết nó hơn. Thì về cái tăng ca thì mình nghĩ là phụ thuộc vào khối lượng công việc ở từng công ty chứ nó không có rõ ràng cho cả một ngành. Cái thứ hai là về code thì mình nghĩ là sẽ phải code rất là nhiều. Các bạn có thể dùng những cái tool như Power BI hay là cơ bản nhất là Excel để phân tích dữ liệu. Nhưng rõ ràng là trong data analytics có những cái báo cáo mà các bạn cần phải làm đi làm lại hàng ngày chẳng hạn. Thì việc dùng Python để code mình thấy nó tạo ra những cái báo cáo cho mình rất là nhanh. Có những cái báo cáo mà trước đây các bạn data analytics ở trong phòng ban các bạn ấy làm trước, các bạn ấy làm bằng Excel và các bạn ấy dùng Power Query để connect và kết nối dữ liệu. Nhưng vẫn có nhiều thao tác phải copy, xử lý dữ liệu bằng tay và tốc độ xử lý của Power Query nó vẫn rất là chậm. Thì khi mà mình được bàn giao lại những cái báo cáo đấy thì mình đã đẩy hết nó sang bằng Python, sử dụng Python để xử lý các cái dữ liệu đấy. Và công việc mỗi buổi sáng của mình bây giờ nó chỉ còn là một cái click cho code chạy nữa thôi. Thì mình thấy là nếu như các bạn có khả năng code và code tốt thì nó sẽ hỗ trợ cho công việc các bạn hàng ngày rất là tốt. Còn nếu các bạn code không tốt thì không sao cả, các bạn vẫn có thể dùng Excel và Power BI, tuy nhiên thì nó sẽ thủ công hơn, chậm hơn, có nhiều task sẽ không thể xử lý được chẳng hạn. Và ở đây thì em thấy có một câu hỏi hơi liên quan đến chuyên môn một chút là về data analyst thì có cần chú trọng nhiều vào việc feature engineering không? Data analyst có cần chú trọng vào việc feature engineering? Cái này nó khá hên xui, nó đặc thù. Nếu như các bạn làm data analyst ở trong một cái dự án mà người ta sử dụng các cái model để người ta phân tích dữ liệu, thì lúc này cái việc mà giai đoạn mình có thể hiểu cái giai đoạn này là giai đoạn đang tiền xử lý dữ liệu, đúng không? Khi mà bạn đang cần phải tìm xem những cái đặc trưng nào mà nó phù hợp với cái model của mình chẳng hạn, thì đây là giai đoạn mà mình nghĩ là các bạn data analyst cần phải làm và làm nhiều để tìm xem các cái đặc trưng nào từ dữ liệu của mình phù hợp cho cái model mà mình cần làm. Nhưng mà cái công việc data analyst của mình hiện tại chẳng hạn, của bản thân mình hiện tại thì không, mình không phải làm cái điều này. Mình nghĩ là nó còn phụ thuộc vào cái công việc data analyst mà bạn phải làm ở trên công ty là gì. Nếu như bạn đang tham gia vào quá trình xây dựng một cái model để giải quyết vấn đề gì đấy thì là có, còn không thì sẽ không. Từ nãy giờ anh Đức chia sẻ thì em thấy là cái công việc data này ở Việt Nam thì nó cũng chưa thực sự là phát triển, chính vì thế nó cũng chưa có thực sự có một cái chuẩn nào đó, đúng không ạ? Nên là nó có thể rất là khác nhau giữa các công ty. Nên là đây là cũng chỉ là những chia sẻ cá nhân của anh Đức về cái vị trí và ở công ty hiện tại mình làm để các bạn có thể tham khảo, đúng không ạ? Nhưng nó không phải là nhận định của toàn ngành. Và từ nãy giờ mình nói chuyện thì em rất muốn hỏi anh Đức là bây giờ mà lại bảo các bạn ý, bạn nào mà chưa biết là cứ học data đi rồi biết thì nó lại hơi buồn cười, nên là qua cái quá trình học của anh Đức thì anh có thể vẽ thêm một cái chân dung là muốn học ngành data, data analyst, data science thì nên có những kỹ năng và phù hợp với những bạn như thế nào? Nên có kỹ năng và phù hợp với các bạn như thế nào? Nếu mà để nói về kỹ năng mềm ấy, đầu tiên các bạn phải là người cẩn thận và tỉ mỉ. Bởi vì làm việc với dữ liệu chỉ cần một con số ở trong dữ liệu của các bạn mà nó sai thôi, hay một bước nào đó các bạn quên một cái thao tác nào đó,
có thể khiến cho toàn bộ cái dữ liệu và kết quả đầu ra của các bạn nó bị sai hoàn toàn, và khiến cho khi các bạn quan sát vào cái đấy, các bạn sẽ đưa ra một cái nhận định nó bị lệch lạc. Vì vậy mình nghĩ là cái sự cẩn thận và tỉ mỉ là vô cùng quan trọng đối với cái ngành này. Cái thứ hai nữa đó là trong ngành data analytics có những cái phân tích mà nó sẽ không có một đầu việc cụ thể. Nó khiến cho các bạn phải tự đặt ra những câu hỏi là vấn đề mình đang gặp phải là gì, mình có thể tìm kiếm dữ liệu nào để giải quyết vấn đề đấy. Vì vậy các bạn phải là một người tò mò, các bạn luôn luôn phải tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình, chứ không phải là chờ những cái phát, những cái yêu cầu từ cấp trên, từ anh trưởng phòng hay anh leader người ta đưa xuống là các bạn cần làm gì. Mà đôi lúc là người ta chưa hề có bất kỳ một cái yêu cầu gì hay, nhưng mà các bạn sẽ phải là người tò mò về cái dữ liệu mà mình đang xử lý, và mình phải tự đặt ra những câu hỏi và những cái vấn đề mà mình có thể sử dụng cái dữ liệu đấy để giải quyết được cho nó. Thì cái việc tính tò mò và chủ động với dữ liệu cũng rất là quan trọng. Cuối cùng thì về kỹ năng cứng thì mình nghĩ quan trọng nhất là các bạn phải có một tư duy logic rất là tốt cộng với kiến thức toán tốt. Nếu như trong quá trình học cấp 3 và đại học các bạn nhận thấy rằng mình là một người có tư duy logic tốt hơn khoảng tầm 50% các bạn học cùng mình chẳng hạn, hoặc là có điểm toán cao hơn 50% các bạn học cùng mình, thì mình nghĩ là các bạn sẽ phù hợp với ngành data science này. Còn nếu như bạn nào thấy rằng mình không có tư duy logic tốt cũng như là điểm toán ngày xưa mình học không thực sự tốt thì mình nghĩ là hơi phũ một chút, nhưng mà các bạn không nên đi với ngành data, bởi vì nếu không trong tương lai có thể mình sẽ không phát triển được lên các vị trí cao hơn, thì nó sẽ làm mất thời gian của mình với ngành, biết đâu sẽ có những công việc khác phù hợp hơn và có thể đưa các bạn lên những cái đỉnh vinh quang tốt hơn. Vậy và em còn một câu hỏi nữa, có thể là câu hỏi của chính mình kết thúc chương trình, thì thực sự là ở Việt Nam bây giờ để nói là bằng chính quy về data thì khá là ít, gần như là không có, trừ một số những cái trường mà họ thực sự liên kết quốc tế. Vậy thì không biết là các công ty có yêu cầu nhiều về những cái chứng chỉ hay là bằng cấp gì đó về data mà nó sẽ trở thành lợi thế đối với các bạn muốn làm việc trong ngành này? Mình nghĩ là 50-50, tức là cái vòng mà gửi CV thì nó là có. Cái vòng khi các bạn gửi CV mà người ta thấy các bạn có học cái vòng gửi CV khi mà người ta loại CV á, người ta thấy các bạn có những cái học về một khóa học ở đó, thì nhà tuyển dụng, mình nghĩ là ở góc nhìn của nhà tuyển dụng, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mà cho cái bạn này pass vào vòng CV so với bạn mà chưa từng học qua bất kỳ một cái trường lớp hay một cái chứng chỉ nào. Rõ ràng là nếu như trong cái CV của mình ghi rằng là mình có tham gia khóa học của Phoenix, có đạt được những cái chứng chỉ này, thì bên tuyển dụng người ta cũng cảm thấy rất là yên tâm, biết rằng bạn này cũng là một người được đào tạo và được dạy dỗ những cái kiến thức về ngành data science. Không biết là bạn ấy học được đến đâu thì phải qua cái vòng phỏng vấn thì mới biết được, nhưng ít nhất là ở vòng loại hồ sơ là họ biết rằng bạn có được đào tạo về cái điều này. Còn nếu nhìn vào cái CV mà của mình mà cũng như vậy nhưng mà chưa hề học qua một trường lớp hay một chứng chỉ nào, thì có thể là cái CV của mình sẽ bị đánh giá thấp hơn so với cái CV kia. Nên mình nghĩ là nếu bạn nào không thực sự tự tin vào khả năng của bản thân mình có thể chinh phục của nhà tuyển dụng, thì việc các bạn có thể lấy được những cái chứng chỉ ở Phoenix để cho vào CV sẽ giúp các bạn vượt qua được vòng gửi CV này tốt hơn rất là nhiều. Và em nghĩ là đối với các bạn sinh viên ngày hôm nay, dù là có kiến thức về data hay chưa, thì qua những chia sẻ của anh Đức, các bạn ấy đã có một cái nhìn thực tế hơn đúng không ạ, về ngành này để có thể chuẩn bị tốt hơn cho công việc của mình trong tương lai. Và thay mặt chương trình thì ngày hôm nay em rất cảm ơn anh Đức đã dành thời gian của chúng mình để đến và chia sẻ cho các bạn sinh viên Phoenix rất nhiều kinh nghiệm hay và thực tế về ngành data science ạ. Cảm ơn mọi người đã hôm nay đã ngồi ở đây để cùng mình chia sẻ cơ hội việc làm trong ngành. Mình rất hy vọng là trong tương lai, biết đâu những bạn sinh viên ở Phoenix này apply được vào trong cái phòng forecast và phòng data analytics của MWG và chúng mình có thể trở thành đồng nghiệp của nhau trong tương lai chẳng hạn. Bởi vì mình thấy MWG của mình vẫn đang liên tục open và tìm kiếm các bạn data analytics ở trong ngành. Vậy thì các bạn sinh viên ngày hôm nay sau khi mà xem chương trình thì chắc là cũng có thể liên hệ với anh Đức được chưa ạ? Để biết đâu là lại có nhiều thêm các bạn sinh viên Phoenix trở thành đồng nghiệp của anh Đức tại MWG. Và một lần nữa thì em rất cảm ơn anh đã tham dự chương trình Hitop của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và em xin chúc anh là sẽ có thêm nhiều sức khỏe và sẽ thành công hơn nữa trong cái lĩnh vực mà anh đã lựa chọn. Cảm ơn.
Dạ vâng, và các bạn sinh viên thân mến, trước khi mà chương trình các kết thúc thì các bạn đừng quên hãy dành ra vài phút cho ban tổ chức xin một vài đánh giá thực hoạch vào đường link đã được gửi ở trong phần chat của Zoom các bạn nhé. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình X Talk mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Chúc mọi người sẽ có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ.